Kính chào quý vị và các bạn. Ngày thứ hai, có không khí lạnh tràn xuống khu vực Bắc Bộ gây mưa rào và làm giảm nhiệt độ, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Lạng Sơn hay Cao Bằng sẽ đều không vượt quá 23 độ C. Từ thứ ba, trời có thể chuyển rét. Tại Hà Giang, hai ngày tới, trời vẫn khô ráo và ít mưa. Nhiệt độ giảm từ 26 độ ngày thứ hai xuống còn 22 độ vào ngày thứ ba, trời chuyển lạnh. Tranh thủ hai ngày tạnh giáo này, quý vị có thể lên Hà Giang để ngắm hoa tam giác mạch. Thời điểm này thì nhiều cánh đồng hoa tam giác mạch tại Hà Giang đã bắt đầu nở rộ, hoa đang dần chuyển từ sắc trắng sang tím hồng đẹp mắt. Các địa điểm tập trung nhiều hoa tam giác mạch là khu vực Phố Cáo, Lũng Táo, Lũng Cú, Sủng Là và Phó Bảng. Xuống với miền Trung, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể là tại Thanh Hóa và Nghệ An, mưa tập trung trong thứ hai và thứ ba với lượng là từ 50 đến 100mm, có những nơi mưa vượt trên 150mm. Khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống tới Quảng Ngãi, mưa lớn hơn với lượng là từ 150 đến 250mm và có những nơi mưa vượt trên 400mm. Đáng chú ý là mưa lớn khả năng còn kéo dài nhiều ngày và có thể mở rộng xuống đến Bình Định. Bình Thuận nằm ngoài vùng mưa lớn, 3 ngày tới, mưa chỉ xảy ra thoáng qua về chiều tối. Trong ngày trời vẫn sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 29 đến 31 độ C. Và Bào Trắng là một trong những địa điểm du lịch đẹp và đặc sắc mà bạn không nên bỏ qua khi tới với Bình Thuận. Tháng 11 này thì cũng là một trong những thời điểm đẹp để có thể du lịch Đà Lạt khi mà mùa hoa dã quỳ đang nở rộ. Những rặng hoa trổ vàng rực khắp các sườn đồi tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. 3 ngày tới, thời tiết ban ngày tại Đà Lạt từ sáng đến khoảng 2 giờ chiều, trời sẽ có nắng và mát mẻ với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 26 độ C, thuận lợi để quý vị chụp ảnh cùng với loài hoa này. Còn về chiều tối có thể xuất hiện mưa rông. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.